nghĩa là em cũng có làm một số cái tác động lăn qua lại ở trên cơ thể của khách hàng. Với những trường hợp mà bị đau mỏi vai cổ ấy ạ, thì em cũng tác động cào đầu này, xong sau khi mà chăm mặt xong rồi em cào đầu, xong đó cào xuống cổ và dùng búa và gõ ở phần hai bên vai và vùng sống lưng. Thì nói chung là khi mà gõ như thế thì khách hàng cảm giác rất là thoải mái. Đấy là một, thường là ở nhà em chỉ tác động cái phần đấy vào khách, và tất cả những khách hàng thì họ đều cảm thấy thích. Mà cái hay ấy là, có nghĩa là cái ngày xưa em không đạt được, là ngày xưa em làm dùng bằng huyệt, nên khi đó thì họ rất là thoải mái, nhưng khi về họ bị ê buốt, đau hết người, phải mất một tuần sau họ mới có thể khỏi. Nhưng nếu như làm bằng diễn trần kết hợp với xoa bóp rất là nhẹ, chủ yếu là diễn trần, thì về họ thoải mái hơn và họ ngủ ngon giấc hơn. Và đến nỗi có người đi spa để chăm mặt, nhưng bây giờ một số khách thì lại nghiện đi spa để xoa bóp thôi. Chỉ là thư giãn, lại nghiện cái phụ chứ không nghiện cái chính. Và còn một cái nữa thì có một cái là em cũng muốn hỏi thêm, đấy là khi mà em có một cái trường hợp khách hàng họ bị mụn theo dạng kích ứng ấy, không phải là bị mụn bình thường mà da họ yếu, thời tiết cứ thay đổi ấy, hay là nóng một chút, nói chung là cứ tác động xấu là họ bị lên mụn, dạng mụn rất là nhỏ gọi là kích ứng ấy ạ, thì khi đó thì em mới dùng cái cây lăn mụn ấy ạ. Em lăn cho họ cũng khoảng chỉ độ vài phút thôi, nhưng sau khi em đã mặt xong cho khách về thì khoảng tầm 3 tiếng sau khi họ ngủ dậy, họ nói là mụn nổi lên rất là nhiều. Thì em đi kiểm tra cơ thể của họ thì họ có dấu hiệu là nóng toàn thân. Đấy, thế khi đấy thì em mới tò mò, em không hiểu là tại sao mà lại như thế, tại sao mà lại nổi mụn, mà mụn này không phải là dạng mụn dị ứng, bởi vì họ dùng tất cả mọi thứ nó đều quen thuộc hết rồi. Thế thì kiểm tra cơ thể thì mới là nóng, thì em nghĩ là đây liệu có phải là do nóng, họ nóng trong quá, là khi cái cây lăn mụn tác động vào ấy thì nó làm phát hết các khí hỏa ra bên ngoài, phát cái nóng của họ ra bên ngoài hay không. Thì cái này em bảo là hôm nay lên để hỏi thầy vấn đề này. Nhưng mà khách hàng lại, sau khi cái lần này thì khách hàng lại thấy thích cơ, bởi vì là họ không thấy sợ, bình thường là họ sẽ sợ, họ sợ là bị hỏng da, nhưng khi tác động như vậy thì họ thấy là, họ nghĩ là trong người họ nóng, họ phát ra, mà họ lại càng cảm thấy họ thấy thích cái diện trần này, tại vì nó làm thay đổi đến rất là nhanh chóng. Nên em nghĩ là với trường hợp khách hàng nếu như mà tác động như vậy thì làm liên tục một thời gian thì liệu cái mụn nó có hết được hay không, bởi vì nó phát nóng ra ngoài cũng như độc tố được đào thải ra ấy ạ. Thì hôm nay em muốn lên là hỏi thầy cũng như ở lớp xem có ai gặp cái trường hợp như vậy không, để chia sẻ cho em có thêm kinh nghiệm.